Và xin chào tất cả mọi người. Thì đoạn video các bạn và mình vừa xem á, thì là một cái tảng nhiệt nước được bán ở trên Lazada và Shopee rất nhiều nha. Tầm giá của em nó khoảng hơn 300.000. Thì đây mình đã đặt về đây em nó nha. Rồi bây giờ thì mình sẽ cùng inbox sản phẩm này nha, để xem á, ở bên trong nó có đẹp được như là video và nó sử dụng á, có hiệu quả hay không. Let's go. Lazada Việt Nam. Và đây là tên sản phẩm nha: Buzzy Gamepad, điện thoại mát di động tản nhiệt nước, iPad di động tản nhiệt. Thì đây á, là một cái sản phẩm mà được giao hàng từ nước ngoài, cho nên cái tên của nó được sử dụng một cái phần mềm dịch á, cho nên nó sẽ hơi từ lưu một tí. Thì chi tiết anh em có thể tham khảo đường link mình để ngay bên dưới nha. Giá của em nó là tầm khoảng hơn 300 ngàn á. Rồi, khui thôi anh em ơi. Mình cũng khá là háo hức với cái sản phẩm này. Nhìn hình, nhìn video thì nó đẹp thôi rồi luôn. Đây. Và đây á, chính là toàn bộ những cái có ở bên trong cái tản nhiệt nước này nha. Đầu tiên á, cái bịch này lúc đầu mình cũng chả biết nó là cái gì hết. Mình cũng đi tìm cả buổi luôn. Thì đây là một cái túi mà dạng là túi đá khô nha. Các bạn có thể bơm nước vào và sau đó bỏ vào tủ lạnh. Thì tí nữa mình sẽ test cho mọi người xem luôn. Tiếp đó thì mình sẽ có một tờ giấy hướng dẫn sử dụng nè. Tiếp đó ở đây á, thì mình sẽ có hai cái đầu để mình có thể gắn cái ống vào. Một cọng dây sạc với chuẩn là micro USB. Tiếp đó ở đây mình sẽ có một cái bình nước nha. Thì cái bình nước này nó sẽ hơi khác ở trên cái video mà các bạn vừa xem á, và cũng khác ở trên hình sản phẩm luôn. Trong cái bình nước này nó sẽ còn có như là đây chính là cái phần chính nha. Nó sẽ có một cái motor ở trong đây nè, một cái motor để bơm nước. Và tiếp đó thì nó sẽ có những cái như là cổng sạc nè, và nút nguồn nè, và hai cái ống nước. Thì đây chính là cái tấm để mình gắn điện thoại vào nha. Ồ, hơi căng. Ây dồ, cái tấm này hơi nhỏ một tí. À, phải tháo ốp rồi mọi người. Đây mình sẽ tháo ốp ra nha. Cái ốp này nó hơi dướng á. Gắn được luôn. Thì ra là vậy. Ôi, không ổn rồi mọi người ơi. Cái Mi 10 Ultra của mình nè, thì các bạn có thấy là nó sẽ bị dướng cái camera nha. Nếu như mình để như bình thường á, thì nó sẽ không để được, bởi vì cái camera nè nó sẽ dướng ngay cái tấm tản nhiệt nha. Quái đạn thiệt luôn. Toàn rồi, bây giờ mình sẽ thử trên con 12 Pro Max nha. Ồ, 12 Pro Max thì gắn rất là ok nè, ổn đẹp nè. Đó, vừa y luôn. Chán đời tính test trên Mi 10 Ultra, bởi vì ở trên Mi 10 Ultra thì nó có thể bật được, đó là cái đo FPS. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ hứng cái bình nước này trước nha. Nói chung là hứng các bạn cũng không cần hứng đầy quá, bởi vì tí nữa thì mình sẽ còn bỏ cái gói mà cái bịch làm lạnh á, hoặc là các bạn có thể bỏ nước đá vào đây nha. Tiếp đó đây là cái gói làm lạnh nè. Và cách sử dụng á, thì các bạn mở cái miệng túi ra nha. Các bạn gắn trực tiếp vào cái ống nè. Rồi, mình đã nhét vào được rồi. Bây giờ mở nước. Đây các bạn thấy được mực nước ở bên trong nè. Rồi, ở đây thì mình sẽ cho một nửa túi nha. Thì các bạn thấy là đây là túi một chiều nè, các bạn chỉ có thể bơm nước vào thôi. Nhưng mà các bạn bóp nè, nước nó cũng sẽ không có bị trào ra nha. Và khi các bạn đổ nước vào bịch này á, thì đợi khoảng một thời gian, những cái ở bên trong nè, bắt đầu nó sẽ thành cái dung dịch dạng như là gel á. Đúng rồi, dung dịch dạng gel. Để rồi các bạn hãy tiến hành bỏ vào tủ lạnh. Và hiện tại á, sau khoảng 1 phút thôi, thì dung dịch ở bên trong nè, nó đã đông rồi. Các bạn có thể cảm nhận bằng tay nha. Bây giờ mình sẽ bỏ vào tủ lạnh nha. Thì bỏ vào tủ lạnh á, cái này mình phải để khoảng 8 tiếng đồng hồ. Nhưng mà bây giờ mình cần quay gấp á, cho nên mình sẽ bỏ vào, nói cho các bạn cách sử dụng thôi. Đây, mình sẽ bỏ vào tủ lạnh nha. Còn mình á, mình sẽ lấy đá nè. Mình sẽ lấy đá, mình sẽ bỏ trực tiếp nha. Nói chung là hai cái này nó cũng sẽ giống như nhau. Và ở đây là những cái vật dụng mà làm bánh của mẹ mình nha. Thì Đây gọi là màu thực phẩm nè. À, các bạn muốn giống như video á, thì có thể dùng những cái màu thực phẩm này đổ thêm vào, như là màu xanh, màu đỏ nè. Nói chung là chôm nguyên bịch đi. Và ở đây là cây cầu thang huyền thoại. Cầu thang hình xoắn ốc. Tiếp theo là công đoạn đổ màu nha. Nói chung là các bạn cũng không cần phải làm bước này đâu, để mình làm cho giống video cho đẹp nha. Mình sẽ chơi màu đỏ nè, bởi vì màu đỏ đậm chất gaming. 3 giọt.
Đẹp chưa? Đẹp vãi luôn. Ây da, chết mồ, nước nó chảy ra mọi người ơi. Cái nắp này các bạn không được lắc nha, lắc là nước nó sẽ chảy ra từ đây nè. Và tiếp tục thì mình sẽ gắn hai cái cục này vào nha. Mình cũng không biết cái gọi chính xác nó là gì. Nó giống như là hai cái đầu ống van á. Một cái nè, hai cái. Ở đây hai cọng dây, nó sẽ có một cọng dây là nước vào và một cọng dây là nước ra nha. Thì nói chung là gắn cái nào cũng được hết, không có quan trọng cái chuyện đó. Và anh em nhớ gắn chặt vào nha, bởi vì nếu như mà không gắn chặt vào á thì nước nó sẽ bị xịt ra. Nói chung là rất là dễ toàn điện thoại. Và tiếp theo á là mình sẽ gắn cọng dây micro nha, cọng dây micro USB nè vào chỗ này, chỗ cấp nguồn bật nè. Đầu này đầu nước vô và đầu này là đầu nước ra nha. Khi nước vừa lên một cái là mình đã cảm thấy mát lạnh, mát lạnh ngay cái miếng này nè, ngay miếng tản nhiệt này, mặc dù là mình chưa bỏ đá nha. Và trên đây nó cũng sẽ có đèn led nè, bây giờ mình sẽ tắt đèn cho mọi người xem thử nha. Nếu như mà mình bật sáng đèn á thì nó sẽ hơi khó thấy một tí nha, nhưng mà khi mình tắt đèn nè, cực kỳ đẹp, cực kỳ chất chơi người dơi luôn. Kèm theo đó là mình có đổ cái màu ở bên dưới á thì mình sẽ thấy màu bên dưới nó sẽ hơi đỏ đỏ, nó chiếu xuống dưới nè. Rồi ở đây hiện tại thì mình có test thử đo cái nhiệt độ nè, nhưng mà các bạn có thấy á là cái miếng này nè nó phản chiếu cái hình ảnh mình lại luôn nha. Đó, cho nên nhiệt độ nó đang đo là cái nhiệt độ mà được phản chiếu lại, mình không thể nào mà đo nhiệt độ ở trên cái tấm này được nha. Hiện tại 20 mấy độ á, cũng là cái hình mà nó được chiếu từ bên trên nha, chứ không phải là ở nhiệt độ trên miếng này. Đó, nói chung cái này mình mới vừa biết luôn, hơi khó chịu một tí. 37 độ C, 38 độ C, đây là nhiệt độ của mình nha. Khó chịu quá. Rồi, và đây là sau khoảng 15 phút mình chơi tựa game Genshin Impact ở max setting nha. Thì mặt trước các bạn thấy là 38,1 độ C nè, khoảng là 38 độ C nha. Và mình sẽ lật cái mặt sau nè. Mặt sau cái phần mà nóng nhất á, ngay cái phần camera trái táo á, đó là 46 độ C nha mọi người. Đây, 46 độ C. Và trong quá trình chơi á, thì nó sẽ rất là giật lắc và nóng thôi rồi luôn. Đây chỉ là mình mới chơi 15 phút thôi nha mọi người. Mặt trước nè, tầm khoảng 40 mấy độ C nè. Rồi, ở đây thì mình mới vừa lấy đá mình bỏ vô nha, bởi vì cái máy quay nãy mình quên bấm á, cho nên nó hơi bị tí vấn đề. Các bạn thấy nè, đá nó sẽ nằm ở phía bên dưới nha. Hiện tại thì cái bình này nó rất là lạnh luôn, nhìn những cái hơi nước ở bên ngoài nè thì các bạn thấy rồi. Bây giờ bắt đầu mình sẽ bật nha. Đây, mình sẽ bật cái nút nguồn lên. Đó, nước bắt đầu nó sẽ chạy nè. Và cực kỳ mát lạnh luôn nha mọi người, lạnh ngắt luôn. Bởi vì có nước đá ở trong á. Trời ơi, cái tấm này hiện tại giờ nó lạnh ngắt luôn. Bây giờ mình sẽ bắt đầu tiến hành nha. Mình sẽ cắm chiếc iPhone 12 Pro Max. Đó, mình sẽ cắm vào. Rồi, test game thôi anh em ơi. Các bạn thấy chán không? Ở đây mình đã bật mát sáng rồi nha, nhưng mà độ sáng của nó nè vẫn rất là thấp, bởi vì máy nó còn nóng á. Bây giờ mình sẽ tiếp tục vào game nha. Mình sẽ tiếp tục vào game, mình sẽ test cho mọi người xem. Ở đây thì mình vẫn đang bật đó là mát setting nha. Nhưng mà theo mình thấy á, là cái tấm này nè, nó không có áp sát được vào cái mặt lưng của con iPhone 12 Pro Max, bởi vì nó bị vướng cái camera nè, cho nên nó sẽ bị hở lên một miếng nè. Đây, đó, nó bị hở lên một miếng, cho nên cái tấm này nè, nó sẽ không có áp sát được. Rồi, đi thôi anh em ơi. Đó, độ sáng của nó đã tăng lại được một miếng rồi nha. Bây giờ mình sẽ tiến hành bắt đầu mình đi nè. Rồi, bây giờ thì mình sẽ test game trong khoảng 15 phút nữa nha mọi người, để xem sau 15 phút á, nhiệt độ của nó sẽ là bao nhiêu. Bấm lộn. Độ sáng của nó hiện tại các bạn thấy nè, chơi mà không giảm độ sáng nha, nhưng độ sáng còn tăng thêm nè. Tăng mát sáng luôn rồi mọi người. Ôi, mới nói nó giảm lại miếng rồi, điên nè. Giờ mới tăng độ sáng lên miếng, nó giảm lại rồi. Vãi rồi, thực sự luôn. Chắc những pha nãy mình đang di chuyển á, mình không có đánh á. Rồi, độ sáng giảm kìa. Muốn khóc luôn. Làm mừng hụt. Tưởng đâu độ sáng nó tăng. Má, giờ quái nó trâu quá. Mình vừa mới lên cái hạng bảo hiểm 30 á, giờ quái nó trâu thôi rồi luôn. Trời ơi, độ sáng nó giảm nữa kìa. Không biết ai kêu chơi game trên iPhone là sướng như mình thôi. Chơi game giảm độ sáng kiểu này nó khó chịu vãi nồi luôn á.
Và mình sẽ xem thử nha. Ồ, đây. Ở đây duy nhất một cái phần ngay đây nè là nó sẽ chạm trực tiếp vào cái miếng tăng nhiệt này nè, cho nên cái phần đây nó sẽ khá là mát, nhưng mà cái phần nóng nhất ở trên đây á thì nó lại không có chạm vào được cái tấm này. Nó khó chịu là khó chịu chỗ đó. Ở đây nó vẫn rất là cực kỳ nóng luôn nha. Chỉ có một cái phần đây là nó sẽ mát rượi. Không biết như vậy thì nó có ảnh hưởng gì tới máy không ta? Bởi vì một phần nó sẽ mát, một phần nó sẽ nóng á. À, mình sẽ đánh cái cây nổ nha. Thì cái cây nổ này sẽ rất cần thiết cho nâng cái con mà Xiaolin nè. Xiaolin này để nó kêu là gì ta? Tự nhiên quên cha cái kêu đó là cái gì vậy? Đột phá nha mọi người. Tự nhiên cái quên mất tiêu cái kêu nó là cái gì. Nửa cây. Rồi, nói chung là đánh cái cây nổ này thì các bạn phải có cái con mà gì? Ba ra gì á, ba ra hệ nước nha. Hệ nước để bắn cái gốc hoặc là bắn trên đầu á thì các bạn bắn xong nó sẽ nằm xuống giống vậy nè. Thì khi đó là các bạn chỉ cần nhào vô áp sát lá cà quất nó thôi. Thì mình cứ vào sắp lá cà mình quất thôi là nó sẽ chết ngắt nè. Rồi xong. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ tiến hành đo thử cho mọi người xem nha. Đó, nhiệt độ ở trên màn hình trước nè, hiện tại nó sẽ có giảm nha, còn tầm khoảng 36 độ C nè. Và ở màn hình sau nè thì các bạn vẫn thấy là ở ngay cái phần nóng nhất nè, nó vẫn là khoảng 42 43 độ C nha. Còn ở ngay, trời ơi, các bạn có thấy cái tấm này không? 15 độ C nha mọi người. Và ở cái bình nước nè, đó, ở bình nước nè, nó là 13 độ C nè. 15, 16 độ C nè. Bây giờ mình sẽ tháo cái điện thoại ra xem thử nha. Đây, và khi mình tháo điện thoại ra, trời ơi, các bạn dễ dàng nhìn thấy là cái phần ở phía bên dưới nè đó, phần ở phía bên dưới nó sẽ được làm lạnh nè, tầm khoảng 25, 26 độ C thôi. Còn ngay từ phần trái táo cho lên á, nó tầm khoảng 30 mấy, đó, 3 mấy, 4 mấy độ C. Bởi cái phần này nó sẽ không được tiếp xúc nha, nó sẽ không có tiếp xúc với lại cái tấm tản nhiệt á. Màn hình trước nè, nói chung là cái phần dưới á thì nó sẽ rất là mát luôn, còn phần trên thì nó sẽ nóng thôi rồi luôn. Và đó, các bạn thấy là cái phần này nó vẫn đang rất là lạnh luôn, nhưng mà cái điều quan trọng nhất như mình nói rồi á, là nó sẽ không áp sát được vào cái điện thoại. Ở đây thì mình sẽ test thử trên con iPhone 7 nha. Đây, thôi iPhone 7. Ồ, iPhone 7 này là vừa đẹp luôn nha mọi người. Các bạn thấy nè, camera của con iPhone 7 này nó sẽ không lòi nha, cho nên nguyên cái phần mà tản nhiệt á nó sẽ được tiếp xúc trực tiếp với lại con iPhone 7 này luôn. Đây, mình vừa mới cắm vào thôi thì cái phần khung của con iPhone 7 mình có thể cảm nhận được nè, nó lạnh ngắt luôn nha mọi người. Ở đây đang là 22 độ C nè. Đó, 22 độ C ngay cái phần khung nha. Và màn hình hiện tại thì nó đang tầm khoảng 34 độ C nha. Tại nãy giờ mình có sử dụng để quay video á, cho nên nó sẽ hơi nóng một tí. Ôi ôi ôi, sau khoảng 2 phút thôi nha mọi người thì các bạn thấy là cái phần lạnh nè nó đã đang dần xuống cái màn hình nè. Đó, nó dần xuống cái màn hình rồi. Hiện tại ngay cái phần mà trên màn hình, cái phần mà lạnh nhất nè là tầm khoảng 24 độ C nha. Còn cái phần mà nóng nhất á thì nó đã xuống được tới tầm khoảng 27 độ C rồi. Phần khung hiện tại nó đã xuống được đó là 20 độ C rồi nha mọi người. Cái này tùy thuộc vào cái nước ở đây nữa. Đó, hiện tại các bạn thấy là cái phần nước ở trong á nó đã hết đá rồi. Nhiệt độ nó là 18 độ C nha. Khi nãy là nó tầm khoảng được xuống tới 15 độ C á, thì các bạn biết rồi, 3 độ thì nó đã chênh lệch tới cỡ nào. Và đây là khi mình tháo cái con iPhone 7 ra nha, thì hiện tại chiếc máy nó lạnh ngắt luôn. Và nhiệt độ phần mặt lưng đằng sau nè, tầm khoảng 21-22 độ C thôi. Cực kỳ lạnh luôn nha mọi người. Trời ơi, 21-22 độ C. Và rồi, như vậy là mình đã vừa mới test xong cái tản nhiệt nước này rồi. Và mình có một phát hiện á, đó là đối với những cái ốp nè, như trên 12 Pro Max á, mình có một cái ốp thì cái mặt lưng của nó cũng khá là phẳng nha, nó che luôn phần camera, cho nên cái diện tích tiếp xúc của nó cũng sẽ được nhiều hơn và nó sẽ hiệu quả hơn nha. Nhưng mà cái ốp này á thì cái phần camera nó cũng sẽ hơi có phần viền á, nên nó cũng không được tối ưu lắm. Nếu như bạn nào có thể tìm những cái ốp mà nó phẳng á thì ok nha mọi người. Rồi, thì các bạn cảm nhận như thế nào về cái tản nhiệt nước cho điện thoại này thì có thể để lại bình luận ở phía bên dưới nha. Riêng với bản thân mình á thì chắc chắn là mình sẽ không mua cái tản nhiệt nước này bởi vì rất là nhiều lý do. Lý do đầu tiên á là nó sẽ
khi mình chơi nè, các bạn thấy là mình cắm đồ này kia nó sẽ hơi dương díu một tí nha. Tiếp theo đó là mình phải gọi là cho thêm đá vào nè thì nó mới có hiệu quả thực sự. Còn nếu như mình dùng nước không á thì nó vẫn có thể làm mát được nha, chứ nó không thể nào mà làm lạnh được. Lý do tiếp theo nữa là cái phần nước này nè, nó khi nó lạnh á thì nó gọi là sao ta, gọi là cái hơi nước á nó sẽ bám rất nhiều, bám ngay cả ở trên cái bình chứa nước nè, bám ở trên những cọng dây nè, và bám ngay cả phần mặt sau và cái phần tản nhiệt luôn. Nó sẽ nói chung là có cảm giác khi mình chơi game á nó sẽ hơi ướt át một tí. Và lý do tiếp theo là cái tản nhiệt nước này nó sẽ không phù hợp với hầu hết điện thoại nha. Những điện thoại nào mà camera không lồi. Nhưng mà thật sự rằng bây giờ các bạn tìm đi, tìm một chiếc điện thoại mới ra hiện tại nha, nhưng mà camera không lồi giúp mình với, chắc chắn gần như là không có nha. Camera con chiếc điện thoại nào cũng đa phần là đều lồi cả. Thì với những lý do đó nha, thì mình nghĩ rằng các bạn cũng đã có thể đưa ra được quyết định cho mình rồi. Rồi, và trong thời gian tới thì mình sẽ làm thêm một vài cái gọi là tản nhiệt cho điện thoại nha. Có cái sò nóng lạnh á, thì trong thời gian tới mình sẽ làm cái đó luôn nha, để cho các bạn xem cái sò nóng lạnh đó nó có thực sự gọi là tản nhiệt hiệu quả hay không. Cái đó thì mình thấy nó sử dụng ok hơn là cái này nha, bởi vì nó sẽ không cần dùng nước. Và mình cũng xin kết thúc video của mình ở đây nha. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi video clip của mình. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả mọi người. Bye.